Tuấn Anh xin trân trọng kính chào quý vị và các anh chị. Vâng, thưa quý vị, trước khi Tuấn Anh được hân hạnh trình bày những bài hát để cống hiến quý vị trong đêm nay, xin được gửi đến quý vị, các anh chị những lời chúc tốt lành nhất, hạnh phúc nhất, may mắn nhất và bình an nhất, cùng một năm mới phúc lộc thọ vẹn toàn. I love you too as always. Thank you. Thưa quý vị làm Tuấn Anh cảm thấy lòng mình ấm hẳn lại. Mặc dù là ngoài trời gió rất lạnh, nó rét lắm cơ. Oh my God, it's so freezing out there. But you guys make me feel so hot. Wow. Thưa quý vị, chắc có nhớ rằng là lần này Tuấn Anh sẽ quyết định dọn nhà về Tampa để ở đây và hát cho quý vị nghe mỗi đêm. Quý vị có bằng lòng không ạ? Thế quý vị có ai nuôi không ạ? Quý vị dễ thương và đáng yêu vô cùng. Thưa quý vị, quả tình Tuấn Anh không được nhỏ con và không được khiêm nhượng cho lắm. Thế tuy nhiên, Tuấn Anh ăn ít lắm. Quý vị không cần phải lo, chỉ có làm nhiều thôi. Oh my God. Wow. Oh yes, baby. Oh wow. She said, happy, happy the year of 2023. Wow, thank you so much, especially not just for myself, and it's for everybody here. And especially to all the Vietnamese in Tampa and in Florida. Happy, happy new year. Vâng, và thưa quý vị, những đóa hồng thật đẹp, thật quý báu đối với Tuấn Anh. Bởi vì đây là tượng trưng của tất cả những tình cảm đặc biệt mà quý vị đã gói ghém trọn vẹn trong những đóa hoa hồng này. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Và đặc biệt là không hiểu vì sao, thì quý vị, hoa hồng thì có nhiều màu sắc lắm mà. Và đặc biệt là Tuấn Anh rất yêu cái màu vàng. Mà không hiểu vì sao, chắc có nghĩa là các cô phụ nữ Việt Nam này nghiên cứu rất kỹ, cho nên mang lên đây những đóa hồng vàng quả thực là rất là ưng ý. I love you, love you, love you all. Thank you. Oh my God. Em tên gì? Em tên gì? Anh nói gì em không nghe hả? Ồ, phải nói tiếng Anh á hả? Anh mới học được của cái cô MC dễ thương ban nãy. Mới học mấy chữ là... This is problems. Oh, I see. Oh, I thought you said Nancy Pelosi. Actually, you're not. Oh, okay. All right. Thank you so much. Thank you so much, Nancy. Beautiful Nancy. Thank you. Xin cảm ơn quý vị đáng yêu quá. Em mê Tampa rồi đấy nhá. Mê Florida rồi đấy. Oh my God. Ok, xin phép quý vị cho Tuấn Anh để mấy đóa hoa này ở dưới này nha. Ok, cảm ơn quý vị. Em yêu dấu, có nhớ gì không cái hoàng hôn tắt nắng, bóng con đỏ chiều đưa tiếng khách sang sông,
để lại sau lưng cả khung trời kỷ niệm. Kỷ niệm của một thời chan chứa yêu thương. Anh giờ lang thang trên ngõ vắng, một mình đếm bước hoang vu, song hành với chiếc lá ngậm ngùi rơi, ngậm ngùi khóc cho đóa tình đang chờ đã vội tàn. Đêm nay anh lại một mình bên khu cửa, cánh hồng sau vườn sao sầu muộn đậm tương tư. Em yêu dấu của anh, hãy trở lại đi em, trở lại một lần. Em sẽ tìm lại được chính em sẽ tìm lại được tình yêu của em. Và xin hãy nhớ rằng đã một lần ta đã từng yêu. Trở lại đây sau một thời gian rất dài, điều đầu tiên tôi nên cảm nhận là các anh thì lịch sự bảnh bao, các chị thì oh my god, too hot, too sexy, oh my god, can't handle it. Vâng, và thưa quý vị, điều này chứng tỏ rằng tất cả người Việt chúng ta tại nơi đây lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng đoàn kết và lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với nhau trong nỗi hân hoan của đời sống. Xin cho tất cả mọi người Việt nơi đây một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, tôi nên nghĩ là chỉ có những cái người ngồi ở những hàng ghế đầu thì vỗ tay rất lớn, rất mạnh, rất hùng hậu. Nhưng cái phía sau đó không hiểu là âm thanh đêm nay rất là dở hay sao á, mà ở dưới không thấy phản ứng gì cả.
Đấy, anh nào mà kỹ sư âm thanh hôm nay nghe sướng lên nhá. Vâng, thưa quý vị, những tràng pháo tay của quý vị quả thật làm cho Tuấn Anh sướng lên từng cơn. Và đương nhiên cũng làm cho tất cả mọi người đều biểu lộ một niềm hạnh phúc vô biên từ tất cả những tình cảm ấm áp của quý vị trong đêm đông. Xin cảm ơn quý vị và xin nhận lên đây sự tri ân của Tuấn Anh. Vâng, và thưa quý vị, khi chúng ta biểu hiện được một cái tình yêu cụ thể thì cái điều đầu tiên dễ dàng và đơn giản nhất là ta biểu hiện bằng cách nào? Hôn phải không? Oh my god, cô này có thông minh thật đấy chứ nhỉ? Mà nụ hôn là dễ dàng, đơn giản nhất mà lại là trọn vẹn nhiều ý nghĩa để biểu hiện sự thương yêu. Có đúng không ạ? Như vậy thì chắc có lẽ là Tuấn Anh sẽ hôn quý vị. Và Tuấn Anh ước mơ rằng I wish that my lips could be long enough so I'm gonna kiss each and every one of you. Thank you. Xin cho Tuấn Anh trao những nụ hôn này đến quý vị nha.
Làm anh sướng lên nữa rồi. Ok. Vâng, thưa quý vị, ban nãy thì quý vị xem một cái màn trình diễn thời trang áo dài rất đẹp, có phải không ạ? Và cái điều mà Tuấn Anh hãnh diện là phụ nữ Việt Nam là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Thế là chỉ có những chị vỗ tay, còn các anh chắc có lẽ là ganh tức hay sao mà không vỗ. Thực sự ra là phái nam của Việt Nam, thưa quý vị, cũng đẹp trai ra phết đấy ạ. Thế nhưng mà người ta thường người ta bảo là lady first, thành ra phải nói về phụ nữ trước. Các anh ấy hờn ghen đấy. Bây giờ cho thấy rằng lúc nào phái nam của chúng ta cũng yêu thương và chăm sóc người phụ nữ đến nơi đến chốn. Cho một tràng pháo tay cho tất cả những phụ nữ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Thế thì các chị đừng nghe thế mà vội vàng bật bước lên chân nhé. Thành ra thưa quý vị, chúng ta đều phải yêu thương nhau thì chúng ta tạo dựng được một cái nền tảng hạnh phúc, có đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ cho Tuấn Anh thấy là các anh và các chị cùng vỗ tay và nhìn nhau, nắm tay nhau nào. 1, 2, 3. Quý vị ngoan quá à. Thương ghê vậy đó. Ok. Vâng, thưa quý vị, từ thuở hồng hoang, trong vườn địa đàng, tình yêu đã nảy sinh trong lòng người nữ, và hơi thở tình yêu của nàng phủ lên môi mắt người tình Adam đã trở thành huyền thoại. Một huyền thoại lung linh như trăng sao, bồng bềnh như gió núi bên ngàn, nồng nàn như bồ đào mỹ tử, mềm thơm như hoa đồng cỏ lộ. Và huyền thoại tình yêu đã được ghi nhận trong Thánh Kinh, trong lời phán xét dịu dàng của Chúa, trong sự cảm thông lãng mạn của người khi nhìn kẻ xót xa, đau khổ trong men tình cám dỗ. Bằng tất cả những nhẹ nhàng bao dung, người nói: con yêu, 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 hãy đứng dậy dậy mà đi trong bình an, an. Không một ai ai có thể kết tội con, con. Chao ôi, không còn gì đẹp hơn cái tình yêu bừng nở, không còn gì tha thiết hơn cái tình yêu lên tiếng gọi, không còn gì đắm đuối hơn cái tình yêu kề cận môi tử thần. Thưa quý vị, xin hãy để cho tình yêu lên môi, xin hãy để cho tình yêu trở thành những cơn cám dỗ nồng nàn dịu êm trong đời sống. Xin hãy lắng nghe và xin hãy ngừng thở để nhịp tim đừng sao động, cho nhạc và thơ thêm lãng mạn đẹp ngời. Mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm bất tử của nhạc sĩ Song Ngọc, Chuyện Người Đàn Bà 2000 năm trước.
người đàn bà đang chờ đợi trên đống đá ngổn ngang, chờ ai, chờ tay người nè. Xin thú thật với quý vị là Tuấn Anh đã hát ngàn show âm nhạc trên trong đêm nay. Nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ thấy cộng đồng người Việt đáng yêu và tất cả những tình cảm quý vị lại rất nồng nàn, rất tha thiết và rất chân thành như trong đêm nay. Tất cả những màn trình diễn ban nãy trên sân khấu này, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay của quý vị đã là những món quà tinh thần rất lớn, rất quý báu trong đời sống của anh chị em nghệ sĩ. Xin một lần nữa nhận nơi đây sự tri ân của tôi. I love you too, and I love you all as always. Let me blow you a kiss, beautiful. Thank you. Vâng, và thưa quý vị, đêm nay quý vị thấy cô MC rất duyên dáng, có đúng không ạ? Xinh đẹp mà trong chiếc áo dài thuần túy Việt Nam, mà đã biểu hiện được tất cả những nét đặc biệt trong truyền thống của người Việt Nam. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn. Và đêm nay chúng ta đã quên, bởi vì cô chính là linh hồn của đêm nhạc hôm nay. Thưa quý vị, cô Tuyết Anh. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho MC Tuyết Anh.
quả tin là thưa quý vị, cô ấy tội nghiệp. Cô lo toan đủ mọi điều. Cô đón Tuấn Anh ở phi trường. Cô lo cho Tuấn Anh từng miếng ăn giấc ngủ mà quên cả bản thân. Và đêm nay cũng là tròn cái trách nhiệm với giáo xứ như thế này là thưa quý vị. Bởi vậy thành ra ơn trên Chúa cho nụ cười lúc nào cũng đẹp, cũng tươi như mùa xuân của chúng ta, có đúng không ạ? Thưa quý vị, MC Thúy Anh, một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Tuyết Anh. Xin cảm ơn anh Tuấn Anh rất là nhiều. Anh Tuấn Anh sẽ cho mình thêm một bài nữa quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị. Vâng thưa quý vị, dân tộc Việt Nam vốn hãnh diện với lịch sử 4.000 năm văn hiến, trải qua biết bao triều đại, biết bao thế hệ của cha ông, đắt đồ biết bao sự máu trong công cuộc giành lại độc lập chủ quyền cho quê hương đất nước. Một lần nữa, ngoại bang lại toan tính thực hiện ý đồ lấn đất giành dân. Là một người Việt Nam, dù chúng ta có ở bất cứ nơi nào trên quả đất này, chúng ta vẫn hằng kính yêu mẹ, yêu quê hương Việt Nam, yêu tiếng nói Việt Nam. Oh,
xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắt thôi bằng giọng nói dân tôi tin yên. Dân tộc anh ở đâu? Sao cam tâm làm tay sai cho tàu để ngàn năm ghi dấu? Xúc động khi trình bày bài hát này. Xin cảm ơn sự đồng cảm của quý vị về thân phận của người Việt Nam, về quê hương, đất nước dấu yêu của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Thành ra đâm ra là ngại quá mà không thay. Quý vị thứ lỗi cho nha. Tại vì đứng ở ngoài có một mình thôi, và chung quanh thì không có ai cả. Hơi xa. Vâng, thưa quý vị, trông Tuấn Anh vậy chứ còn đứng trước mặt quý vị thì Tuấn Anh lúc nào bé bỏng và ngây thơ lắm ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị và các anh chị nghe một bài hát sau đây để Tuấn Anh kêu gọi mọi người trở lại để chúng ta cùng sưởi ấm nhau trong đêm nay, thưa quý vị. Khi chúng ta sống mà chúng ta chia sẻ những tình cảm với mọi người xung quanh, có đúng không ạ? Cho nên Tuấn Anh nghĩ rằng một tí nữa sau chương trình văn nghệ, có lẽ quý vị cũng không ngần ngại bước một vài bước để đến những gian hàng, để chúng ta cùng ủng hộ, chúng ta cùng góp thay với nhau, chúng ta cùng một khối óc, một con tim và những bàn tay để chúng ta giúp đỡ nhau, chúng tương trợ nhau, để chúng ta mãi mãi có được những giờ phút ấm cúng và hạnh phúc như thế này. Quý vị có đồng ý với tôi này không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Quý vị không dùng ngay tại chỗ thì quý vị có thể mang về nhà. Bởi vì khi quý vị hâm nóng thức ăn lại thì chúng ta lại nhớ những kỷ niệm êm đềm và thật đẹp, thật ấn tượng trong đêm nay. Có đúng không ạ? Vì tất cả những thức ăn này là đến từ giáo xứ. Có đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, xin một tràng pháo tay cho tất cả những người đã bỏ công lao trong nhiều đêm liên tiếp để hoàn thành những nồi thức ăn từ
tuyệt hảo để phục vụ chúng ta trong điều này, thưa quý vị. Chợt biết mùa đã sang đông, lòng anh cũng thổn thức theo tiếng mưa rơi buồn bã. Đã bao lần anh tự nhủ với lòng, hãy quên đi, hãy quên đi, kỷ niệm rồi cũng phôi pha, đời rồi cũng qua. Nhưng em ơi, dù chúng ta đã xa nhau như trời xa đất, như nước xa mây, tình yêu em đã như những vết cháy trên da thịt mình. Một giọt mưa rơi trên khung cửa, một cánh chim lẻ loi bay lạc loài yêu thương, cũng khơi dậy cho anh một thời mê đắm. Em yêu dấu của anh, hãy trở lại với em, trở lại với hạnh phúc này trong vòng tay, và chúng ta cùng trong nhau những hạnh phúc tuyệt vời của đời sống hôm nay. Hay mãi mãi em để anh phải đợi em suốt cả kiếp này. Anh mãi còn đợi. Anh còn nợ em.
À, tội nghiệp thưa quý vị có trông thấy cái cô bé có cái khuôn mặt rất xinh, cứ mũm mĩm như là em bé thưa quý vị. Mà cô ấy tội quá, trong đông đêm đông lạnh lẽo như này, em ơi em đã có gia đình chưa? Dạ rồi hả? À? Ủa mặt bé như thế là ham chơi nhỉ? Ôi dồi ôi, thưa quý vị cô những ba mụn con cơ. Oh my god, sao em khỏe thế? Thưa quý vị, đã có ba con rồi mà đứng giữa đêm đông lạnh lẽo thế này, tay thì cầm một chồng vé số. Thưa quý vị, tội quá, thương quá đi quý vị ạ. Nhưng chắc có nghĩa là quý vị cũng chia sẻ cái tình thương này với cô ấy đi, để chúng ta mà cứ thấy một cái cô gái, nhất là cô gái Việt Nam xinh mà lại dễ thương, mà lại hết lòng với giáo xứ như thế này, mà cứ đứng như thế kia, cứ trông giống như đứa em bé hát bán lạc cho các giảng CDA Việt Nam đấy. Thương quá đi. Thưa quý vị, quý vị cho Tuấn Anh xin một người đầu tiên để ủng hộ, dù chỉ là một tấm vé thưa quý vị, một tấm vé thôi thưa quý vị. Ai tình nguyện đấy, hai người rồi, thương quá. Vâng thưa quý vị, và thưa quý vị, cho Tuấn Anh xin người thứ hai nữa ạ. Tuấn Anh đâu có xin quý vị nhiều đâu, có đúng không ạ? Đây một người nữa. Vâng, kia bốn người nữa. Vâng, thương quá. Thương quá thưa quý vị. Oh, you catch my kiss, huh? Thank you. Wow. Ôi giời, thế là đêm nay tôi đang ấm rồi, hết lạnh rồi. Thương quá. Xin cảm ơn quý vị và quý vị cứ tiếp tục ủng hộ cho cô ấy nha. Quý vị nha, để chúng ta mãi mãi còn những đêm như thế này nữa, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những hạnh phúc, những niềm vui của đời sống chúng ta hôm nay. Quý vị nha. Thưa quý vị, nãy giờ tôi đang đếm là khoảng 16 người đã ủng hộ cho cô bé. Thế còn ai nữa không? Ở bên này nữa nè em ơi. Thế anh chị đấy nữa. Vâng. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Vâng. Ok. Gần nhau một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người như cánh chim về nơi cuối trời, trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau? Yeah.
Thưa quý vị, một lần nữa tôi đem xin được trân trọng cảm ơn những cảm tình nồng nhiệt của quý vị đã dành tặng cho Tuấn Anh trong đêm nay. Nguyện ghi nhớ mãi một đêm thật nhiều ấn tượng, một đêm thật đẹp, một đêm thật hạnh phúc trong một đêm đông. Thưa quý vị, tất cả những khuôn mặt yêu thương của quý vị chắc chắn Tuấn Anh sẽ nhớ mãi suốt đời. Nếu có kiếp sau, xin được làm Tuấn Anh một lần nữa để hát cho quý vị nghe. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa Tuấn Anh sẽ được chân thành cảm tạ quý vị và các anh chị trong đêm nay. Nguyện cầu ơn trên ban phúc cho chúng ta để mỗi một người Việt sống tha hương nơi hải ngoại có một đời sống bình an, may mắn, hạnh phúc và thương yêu nhau mãi mãi như chúng ta đã thương yêu nhau trong đêm nay. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Và đó là ca sĩ Tuấn Anh. Vâng, thưa anh, trước khi anh vào trong sân khấu thì cho anh Tuấn hỏi là không biết là anh đi hát về anh có mang bùa yêu hay bùa thương gì hay không? Mà tại vì anh Tuấn nghe trong cánh gà đó là đã có rất là nhiều muốn ngỏ ý là mời anh vào năm sau rồi đó. Người ta đang tranh giành nhau cái việc mà sponsor để cho anh có mặt tại thêm bà về chúng em vào năm sau. Bởi vậy em đang thắc mắc là không biết là trong người anh đi hát anh có mang theo cái bùa gì không? À, thực sự thì anh không tin vào chuyện bùa ngãi. Là bởi vì thưa quý vị, không bùa ngãi nào có thể mạnh hơn, màu nhiệm hơn hay là tạo cho chúng ta những yếu tố để chúng ta thăng tiến trong đời sống. Chỉ là tất cả những tình cảm chân thật, những sự trân trọng nhau và tất cả những niềm hạnh phúc mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong đêm nay. Và điều này đã hung đúc, đó là những yếu tố rất quan trọng để tạo tình thương yêu của tôi này đối với tất cả. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Và chỉ có từ tình yêu thương của mình mới là cái bùa mà không thể nào ai có thể cưỡng lại được, đúng không? Chính xác như vậy. Và thưa quý vị, đêm nay một người MC vừa đẹp trai, vừa duyên dáng, vừa dễ thương và hết lòng với giáo xứ. Thưa quý vị, anh Tuấn. Tuấn Anh. Anh Tuấn và Tuấn Anh, thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn cho MC anh Tuấn. Và có những điều tờ phía sau đó nha, anh đừng quên mua nhà ở đây nha, để mình trải sơ cho nó dễ. Ok, thế thì em lấy mấy chấm? Em không có làm đó, nhưng mà có mấy người đã đợi sẵn ở đằng sau rồi đó. Không đợi sẵn, em đồng ý rồi, nhưng mà em là người giới thiệu chắc chắn là em cũng được nửa chấm. Có phải không ạ? Nhưng mà em có dặn rồi, nửa chấm đó em dặn hết cho anh, coi như là cái phần đó anh discount. Ôi dồi, sướng thế. Vâng, đấy, em lại bỏ bùa em rồi. Sao mà người chấm ba, người Florida dễ thương, đáng yêu như vậy nhở? Tại em tắm biển nhiều, nó mặn mà, thế đấy. Em tắm biển đấy. Quý vị đây có tắm biển không ạ? Anh có thấy mọi người mà dưới mặn mà không? Rất mặn mà. Nhưng mà thưa quý vị, Tuấn Anh thì Tuấn Anh không dám trông thấy ai tắm biển cả. Nhưng mà Tuấn Anh nhớ mãi cái hình ảnh này. Thưa quý vị, ngày hôm qua anh Tuấn có đưa Tuấn Anh đi dạo biển. Vâng, đi dạo biển thôi, nhưng mà chỉ có mỗi mình anh Tuấn tắm. Và thưa quý vị, hôm nay mà ăn mặc tươm tất như thế này là bởi vì Tuấn Anh mới mua chiếc áo dài để tặng cho anh Tuấn. Vì hôm qua bị mấy anh để ý đấy, anh chôm hết quần áo rồi. Thôi đi, em có kêu anh xuống tắm mà anh nói thôi, anh phải để cái đầu này để ngày mai anh hát. Chứ mắc câu mỗi lần anh làm nó hơi cực, cho nên là sau bữa này mình hát xong cái mình đi tắm. Đúng rồi, dễ thương chứ quý vị còn để ý tới tóc tai của tôi đấy, còn cái gì để ý nữa luôn đi. Có, nhưng mà đó chút nữa em nói đằng sau cánh gà được không? Giờ mình nói ra thì nó đã lắm. Đúng rồi, quý vị thấy người nam thật thà, dễ thương không quý vị? Cái cô hồi nãy tôi đang nhớ cái cô Tuyết Anh, cô bảo là quý vị mua lô tô, quý vị mua vé số, quý vị vừa được chơi vừa được sướng. Cứ nhớ mãi câu nói ấn tượng ấy, quý vị có đồng ý với không ạ? Thế thì bây giờ anh này anh bảo để một tí nữa em tự sướng. Thì quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Tuấn. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Tuấn Anh. Happy New Year. Happy New Year.